Xin chào tất cả các bạn, có một tin vui dành cho tất cả các bạn học sinh muốn du học Canada là kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2016 với chương trình Canada Express Study, gọi tắt là chương trình CES, các bạn học sinh sinh viên du học Canada sẽ không cần phải chứng minh tài chính khi theo học tại các trường cao đẳng đại học là thành viên nguyên của các trường cao đẳng và học viện Canada. Đây là chương trình mới do Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú và Tị nạn Quốc tịch Canada cùng với Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada phối hợp thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có ước muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên tại Canada. Với những điều kiện tham gia chương trình vô cùng đơn giản, đây chắc chắn sẽ là cơ hội có một không hai dành cho các bạn đang khao khát được học tập tại đất nước có nền giáo dục được công nhận trên toàn thế giới. Chương trình thí điểm sẽ được kéo dài 18 tháng, sau đó có thể được gia hạn mở rộng thêm theo thông tin từ lãnh sự quán Canada. Chương trình không những ưu tiên cấp xét thị thực nhanh hơn cho các sinh viên mà thủ tục chứng minh tài chính cũng gọn nhẹ hơn so với thông thường. Thì Tân Đại Dương hiện đang là công ty tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện tại là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Canada. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Đại học Vancouver Islands là một trong những trường nằm trong danh sách các trường đại học không cần chứng minh tài chính. Thì giới thiệu đôi nét về trường Đại học Vancouver Islands, được gọi tắt là trường VIU, được thành lập vào năm 1969, là trường đại học công lập nổi tiếng tại Canada, được thế giới biết đến và công nhận. Trường tọa lạc tại thành phố Nanaimo trên đảo Vancouver, được xếp hạng vào một trong những đảo đẹp nhất trên thế giới để sống và tham quan, với khí hậu ôn hòa tạo cho bạn nhiều cơ hội để giải trí và vui chơi thể thao trong suốt cả năm. Theo học tại trường có 1.300 sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trường cung cấp chương trình đại học đa dạng, đặc biệt là trường phổ thông trung học quốc tế Malaspia nằm trong khuôn viên của trường đại học Vancouver Islands, cung cấp học phổ thông lớp 10, 11, 12 và cấp chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học của tỉnh British Columbia. Các học sinh tốt nghiệp trường quốc tế phổ thông trung học quốc tế Malaspia được chuyển tiếp lên học các chương trình đại học ở trường đại học Vancouver. Các đơn xin nhập học được xem xét cả năm. Đề nghị nộp đơn xin nhập học hoàn chỉnh trước khi bắt đầu khóa khai giảng của các lớp từ 2 cho tới 6 tháng. Thư chấp thuận có điều kiện để theo học các chương trình học thuật được cấp cho các sinh viên nào không đáp ứng được yêu cầu ngôn ngữ học thuật và phải bắt đầu bằng chương trình chứng chỉ tiếng Anh với VIU. Về các chương trình đào tạo của trường thì trường hiện tại có các chương trình như sau: cử nhân quản trị kinh doanh, giáo dục, quản lý khách sạn, y tá quản trị du lịch khách sạn, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, cao đẳng khoa học máy tính, nha khoa, quản trị về sức khỏe, dịch vụ công ích xã hội, nghệ thuật thiết kế và nghệ thuật biểu diễn. Ngoài những chương trình học này thì còn rất là nhiều các chuyên ngành khác, các bạn hãy liên lạc với các tư vấn viên của Tân Đại Dương theo số điện thoại 3848 4879 để được tư vấn. Còn về phần học phí thì chương trình tiếng Anh là $2,300 trên 7 tuần, chương trình đại học và cao đẳng thì học phí là $5,100 trên một học kỳ tùy theo các chuyên ngành bạn chọn. Về chương trình cao học là $22,000 trên một năm. Thời gian nhập học hàng năm là từ khoảng tháng 2, tháng 5 và tháng 7. Về yêu cầu được học tại trường, các bạn cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông điểm trung bình là 6.5 trở lên, điểm IELTS từ 4.5 trở lên. Để biết thêm chi tiết về thủ tục hồ sơ, các bạn liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 và một chi nhánh của chúng tôi tại Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh nào tại Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.